Chào các bạn trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay ta sẽ bàn về trừ tà siêu độ tâm ma. Các bạn đã nghe qua câu động tình, động khí, động tâm. Thời khắc nào khiến con người dễ suy sụp nhất? Đó là thời khắc đang hạnh phúc nhất, vào lúc niềm vui lớn nhất bị mất đi khiến con người đau khổ. Trong thời khắc này, tâm ma lấn át tâm trí của người đó. Người đánh mất đi sự an lạc thì âm dương cũng không điều hòa. Hai cực âm dương có sự sai lệch. Khi con người lạc quan và bình tĩnh thì cực dương thịnh. Ngược lại, khi con người bi quan thì cực âm thịnh. Âm dương phải điều hòa, đó là cảnh giới của hoàn mỹ. Nếu mất đi sự điều hòa sẽ phát sinh nhiều hiện tượng không cân bằng. Mỗi cá thể sinh ra với tâm đều thiện lành, quá trình lớn lên dần thay đổi, nếm trải hạnh phúc và đau buồn. Từ đó tâm thiện ngày một mất đi. Nhiều người tự hỏi liệu cuộc sống nhân sinh có phải là một sự sắp đặt hay không. Trong mệnh lý, vận trình của một con người được ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: 15% vận mệnh phụ thuộc vào tướng mạo, 40% phụ thuộc vào sinh thần bát tự, 20% chiếm ở sự giáo dục của gia đình, phần còn lại do phong thủy môi trường. Người có tướng mạo ưa nhìn thuận lợi hơn trong cuộc sống. Theo thuyết nhà Phật thì kiếp trước tâm thiện lành, ăn nói duyên dáng, nên kiếp này có tướng mạo ưa nhìn. Sau tướng mạo là sự dưỡng dục của gia đình. Sinh ra trong một gia đình tốt, được dạy điều hay lẽ phải, đây là một sự phúc lành. Người đạt được tướng mạo tốt, có được sự giáo dục tốt, nhưng vẫn có một cuộc đời không mấy vui vẻ là do đâu? Là do sinh thần bát tự ảnh hưởng đến tính cách. Tính cách ảnh hưởng đến quan niệm về sướng khổ. Người không biết đủ, không hài lòng về bản thân, không hài lòng về tất cả những người thân bên cạnh, điều gì cũng muốn can thiệp vào mà quên đi bản thân mình còn không thể thay đổi, làm sao thay đổi được người khác theo ý mình. Sự chấp trước này dẫn đến bao phiền muộn. Trong video Cung Sanh Nhân Duyên, tôi có đề cập về một người mẹ muốn can thiệp chuyện ly hôn của con gái mình. Bà nghĩ điều đó là tốt, nhưng không hiểu rằng mọi việc nên thuận duyên. Tôi có nhiều gia chủ, những người tìm đến tôi đa phần trở ngại trong cuộc sống, người vì con, người vì tình, người vì tiền bạc, loay hoay vẫn là sinh lão bệnh tử khổ. Tôi nhận thấy hầu hết những người vượt qua sự cố chấp của mình, vượt qua sự cố chấp của bản thân, những người sớm tin vào tâm linh đều có một cuộc sống an nhiên hơn. Con người và loài vật là những loại phản xạ có điều kiện. Người biết điều chỉnh tần số của mình phù hợp với môi trường, phù hợp với những người xung quanh, nơi họ đang sống, sẽ tiếp nhận được những thông tin tốt và có vận thế tốt. Ngược lại, người cho rằng mình là nhất, người cho rằng mình luôn đúng, không tự điều chỉnh tần số của mình, sẽ không thể tiếp nhận được bất kỳ thông tin gì, thậm chí bị cách ly khỏi nhóm của mình. Biết đủ là vui. Con người cần có 3 yếu tố để sinh tồn. Thứ nhất là ẩm thực, thứ hai là tình dục, thứ ba là tự do. Ăn uống quá mức thân mang bệnh, tình dục quá mức hao tổn tinh lực, tự do quá mức ảnh hưởng đến cộng đồng. Con người phải biết điều tiết sao cho thích hợp, quá mức tất sẽ hỏng bại. Ý nghĩa của đạo Trung Dung là thế, có nghĩa rằng có chừng có mực. Nhưng con người thường quá tham lam, có quá nhiều vọng tưởng, kết quả là tâm luôn không ổn định, ảnh hưởng đến tinh thần. Chữ nghiệp trong đạo Phật chỉ về tư tưởng của con người. Nỗi buồn và niềm vui của con người cũng do ý thức mà tạo thành. Những suy nghĩ phù phiếm làm ảnh hưởng đến nhục thân. Đạo Phật chủ trương trước tiên thay đổi về ý thức, lấy trong đối ngoài, tự nhiên tâm thân an lạc, khỏe mạnh và vui tươi. Bản thân tôi cũng đã đấu tranh trong đau khổ và đã ít nhiều hiểu ra được đạo lý này. Nỗi đau khổ mà các bạn trẻ thường mắc phải nhất đó là chữ tình. Người đau khổ vì tình thì đâu đâu cũng có. Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều phải trải qua nỗi đau khổ vì tình. Tình động tức là khí động tức tâm động. Điều này lý giải ra sao? Cảnh giới của cân bằng niềm vui là gì? Cũng giống như vũ trụ, khí âm dương cân bằng cũng chính là cảnh giới của sự an lạc. Khi tâm trạng con người xảy ra sự xung động,
tình động khí không hòa, khí không hòa thì cực âm thịnh, dẫn đến sự khổ đau và thất bại. Lúc này tiềm thức tiêu cực tâm ma của ta sẽ nảy sinh lên, tạo ra những điều không hay. Người không hạnh phúc thì đa phần vì chữ tình hoặc chữ tiền. Người rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung, rất khó chịu khi nghe người khác nói xấu sau lưng mình, rồi tìm cơ hội đáp trả. Con người khó tránh khỏi thị phi. Người nói xấu sau lưng bạn là người ở phía sau bạn, người luôn thua kém bạn. Bạn không kìm được tâm ma của mình mà đi mắng lại. Trước khi mắng lại nên biết câu này: mắng nhiều miệng chẳng thơm tho, người cũng trở nên hèn. Điều tồi tệ nhất là khiến tâm ma trong bản thân mình ngày một lớn dần, không làm việc gì suôn sẻ, tính khí cọc cằn, ảnh hưởng đến những người thân sống bên cạnh. Con người trong quá trình sống đã thực hiện 3 điều: ẩm thực, tình dục và tự do, không có kỷ luật, không biết phương pháp dưỡng sinh, không để cho khí dương trong cơ thể vận hành tuần tự, không để cho nguyên lý âm dương trong cơ thể hài hòa. Kết quả là tâm ma động, trăm bệnh phát sinh, cho đến khi làm hỏng vận mệnh của mình. Có câu nói, lao động là cội nguồn của đời sống khỏe mạnh. Lao động là cách tốt nhất để gia tăng yếu tố dương trong mình. Điều không hay nhất của con người là rảnh rỗi, nghĩ ngợi lung tung, vọng tưởng khiến bản thân trăm bệnh phát sinh. Tâm ma động khiến bi thương cũng theo đây mà tới. Con người cũng như chiếc bình, dục vọng càng lớn thì bình càng to, nên vật chất càng rất cần có nhiều mới đủ. Kết quả là bình mãi không đầy, cũng như đời người mãi không được vui. Đó là lý do tại sao nhiều người nghèo vẫn sống vui và nhiều người giàu thì cứ u sầu. Có người hỏi, thế nào là một cuộc đời thành công? Câu trả lời chỉ có 2 chữ, đơn giản mà không phải ai cũng nhận ra. Đó là niềm vui, chỉ đơn giản thế thôi. Sống một cuộc đời vui vẻ là đã thành công rồi. Chỉ vui vẻ thôi là đủ rồi. Đó chính là thứ mỗi người sinh ra đều có thể được hưởng, như Phật vốn ở trong tâm mình. Những gì trời ban cho chúng ta vốn dĩ rất công bằng. Nếu chỉ dựa vào tiền tài vật chất phán xét thành công hay thất bại thì sẽ không công bằng. Thà làm kẻ ăn mày lo âu còn tốt hơn làm vua mà sợ có người luôn đoạt lấy ngôi vị của mình. Chỉ cần bản thân hiểu rõ con đường tìm đến niềm vui của mình thì giàu nghèo không có khác biệt. Chỉ cần vui vẻ, hà tất phải giàu có. Nếu giàu có luôn đau khổ thì tiền tài có đáng gì? Là một người nghèo thì phải là một người nghèo vui vẻ, là một triệu phú thì hãy là một triệu phú vui vẻ. Đương nhiên ở rất nhiều tình huống, trên con đường tìm kiếm niềm vui, người giàu cũng có thể hiểu rõ được hạnh phúc của sự ung dung và an lạc. Còn người nghèo cũng có thể suốt ngày than thân trách phận bởi cho rằng có tiền mới hạnh phúc. Niềm vui cũng như Phật vốn ở trong tâm mình, cớ chi phải bôn ba tìm kiếm, chi bằng hãy nhìn lại và tự hỏi lòng mình, Phật tính vốn đã ở trong tâm ta chưa? Phật giáo và đạo giáo đều thờ cúng thần linh mà không biết rằng Phật giáo coi trọng sự tự tu. Trừ tà trong Phật giáo tức là thông qua việc tu hành, tu thân, dùng chính để hóa tà. Nhờ vào chính niệm của bản thân để chuyển biến những bất chính bên ngoài là một phương pháp tu trì theo hướng từ trong ra ngoài. Trừ tà coi xua đuổi tâm ma làm gốc, không phải là xua đuổi ngoại linh bên ngoài. Đối tượng siêu độ không phải là linh giới ở bên ngoài cơ thể, mà là siêu độ sự cố chấp bên trong tâm của ta, tất cả đều tâm ta mà ra. Hy vọng các vị có thể hiểu được và tìm cho mình một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Hãy nhớ theo dõi kênh YouTube và Facebook Phong Thủy Khải Toàn. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.